Biết tánh Phật có bốn thứ là như vậy, nhưng trong cuộc sống vẫn sống theo thánh người, và sống theo thánh người thì phải đi luân hồi, vậy có cần phải tập buông và cuộc sống để sống theo thánh Phật để được giải thoát hay không? Mình đã nhớ được cái câu á, là trong kia là trong Đức Phật có nói một cái câu là tứ vô sở quý, thân tứ đại này không có quý, không chắc chắn là quý. Nhưng mà sau cùng ông nói là tứ đại là quý, cũng một cái tứ đại mà ông phân chia ra. Vì thế mà thế gian anh sống bằng thân và tánh người cứ tạo, tạo nghiệp không thành vấn đề. Mà khi mà anh sống được tứ sở quý á, là tất nhiên cái sở quý này là anh tạo được công đức thôi. Bởi vì về sau á, mình có công đức anh được về Phật giới rồi, anh về trung tâm vận hành luân hồi, thì những người ác đức, phước đức, nhân quả luân hồi trên trái đất này nó bị phá, nó trả về cho thế gian này hết. Đó, mình phải hiểu cái này, hiểu thì hiểu này mới tu thiền tông được, còn không hiểu được là không tu theo đạo Phật được. Bởi vì cái thân tứ đại này nè, mình tạo nhân quả cũng cái thân này, cái suy nghĩ này, tạo công đức cũng cái thân này, suy nghĩ này, nhưng mà suy nghĩ tạo công đức kia là suy nghĩ hơn thua. Nó mình phải hiểu cái thế gian này nó vậy. Vì thế mà mình noi gương của ông Trần Nhân Tông. Bây giờ nó chiếm đất mình thì phải đánh. Đông suy nghĩ mới đánh chứ không suy nghĩ sao đánh được. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới tu đạo Phật đúng được. Còn không hiểu hoàn toàn tu sai. Rồi làm bài những cái chuyện mà cúng tụng lại lục cầu sinh. Thành ra bây giờ ở đạo Phật á, hoàn toàn là thích linh thiêng không? Ai cũng thích linh thiêng không? Là sao? Linh thiêng là nó sai rồi. Tất cả các chùa ra cắt mà nếu không linh thiêng họ không cắt. Nên nhớ rằng, cắt chùa để giải thoát hoàn toàn không ai cắt. Nói khẳng định như vậy. Cắt chùa phải linh thiêng. Vì thế mà có cái chuyện mà hô thần nhập tượng. Để chi? Để linh thiêng. Để dụ người ta đến cúng tiền nhiều thôi. Mình chết là chết cái vấn đề linh thiêng đó. Sau cùng, cái đạo Phật Thiền Tông ra đời nó muốn chuẩn lại cái này. Ông Phật biết rằng 2500 sau thì cái thế giới này vật chất nó biến chuyển mạnh lắm, thành ra cái đạo Phật bị sai. Vì thế mà ông mới có cái chuyện mà dạy cái pháp môn thứ 6 là đạo Phật Thiền Tông, cho công bố ra đời mạt thượng pháp. Mà đi bài bản đàng hoàng à, chứ không bài bản là cái công bố này không gố không được.